Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh bán nhà của Người Vấp. Hôm nay để xem một căn nhà phố siêu xinh, 1 trệt 3 2 lầu, tọa lạc tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm xe hơi nở hậu và rất là tốt cho phong thủy. Nhà đẹp, nhà 1 trệt 2 lầu, sân thượng đúc bê tông cốt thép, full nội thất như hình, phòng khách tráng lệ với hệ thống tủ âm tường, đựng kệ rượu và các cái vật trang trí kỷ niệm chương của gia đình cực kỳ lung linh. Được trang bị đầy đủ nội thất, quạt, salon, tranh ảnh cũng như các cái vách chắn cầu thang gỗ xây dựng theo kiểu rất là mới, non bộ tiểu cảnh ở giữa nhà, cây xanh, kệ bếp lung linh, kính cường lực rất là đẹp và hệ thống bếp cực kỳ sang trọng. Tầng 2 và tầng 3 là 4 phòng ngủ lớn và nhà có 5 vệ sinh, trong đó các cái vệ sinh tại tầng 2, tầng 3 của 4 phòng ngủ là 4 phòng ngủ thì trang bị đủ máy lạnh cũng như bàn trang điểm, tủ, áo, giường. Mỗi phòng đều có một cái style riêng để cho các thành viên của một cái gia đình đông người khi dọn vào ở sẽ tha hồ lựa chọn theo cái màu mình yêu thích. Hệ thống tủ gỗ cũng như trang trí giường rất ok, kệ đựng những cái vật dụng nước hoa cũng như những cái vật dụng cho phụ nữ rất là tiện ích. Mỗi phòng đều có một kiểu bàn trang điểm, rèm cửa cũng như màu ra giường riêng biệt. Nhà có 5 vệ sinh thì trong đó có mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm lớn với cái trang bị thiết bị hệ vệ sinh, vòi tắm sen thuyền cũng như bồn cầu lavabo cùng hệ thống gương soi và gạt ốp cao cấp, rất là trang nhã. Đây, các phòng ngủ thì mỗi phòng mỗi cảnh. Mỗi phòng này thì chắc là tiện lợi cho gia chủ ở khi mà có được cái bề rộng cũng như là vị trí thoáng mát ở tầng 2 để dễ kiểm soát trên dưới cũng như là treo tranh ảnh cảnh rừng thông rất là đẹp. Các phòng đều được gắn máy lạnh 1,5 HP inverter xịn sò. Các kiểu giường cũng là sang trọng quý phái, thích hợp cho một cái gia đình nhiều thế hệ, ông bà cha mẹ cháu ở luôn đều sẽ rất là ok. Nhà hẻm xe hơi đầu cửa, hẻm thực tế trên bản đồ là 4,5 m nhưng mà thực tế còn rộng hơn nhiều. Đây là một căn phòng ngủ khác cũng rất ok, tạo nếp trẻ trung. Nếu gia đình có những cái cô con gái xinh đẹp thì chọn cái căn phòng này cho cô bé ấy thì quá là tuyệt vời. Nhà có sân thượng để trồng rau và lối lên sân thượng phía sau rất là ok, không ảnh hưởng đến các cái phòng ngủ, tiện cho người già chăm sóc các cái hoặc là lấy gió trời tập thể dục cũng như có cái khoảng không gian thoáng mát cho gia đình mình. Nhà hướng Tây Nam, giá gia chủ đang rao là 5,15 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Quý vị cũng đừng quên add Zalo của 0906943839 để trao đổi thông tin chi tiết về căn nhà, hoặc là đừng quên bấm đăng ký kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp Hôm Nay để được cập nhật liên tục các căn nhà tại Gò Vấp, nhà đẹp Gò Vấp, nhà giá rẻ Gò Vấp và nhà diện tích rộng, nhà chính chủ, cập nhật liên tục mỗi tiếng một căn nhà để quý vị chọn lựa. Thân ái chào tạm biệt quý vị, mời quý vị tiếp tục xem phim.